Cô ơi, cho con gọi điện nha. Alo. Nè, cô tưởng cô đang là mèo vờn chuột hả? Biết đâu cô đang là con chuột, để cho con mèo nó vờn thì sao? Alo, cô là ai vậy? Alo, alo. Ít ra con quỷ cái đó không sống yên được. Tính tiền cô ơi. Rồi, ra liền. Không có lửa thì làm sao có khói chứ. Ê, Năng. Phương. Nói nghe nè, lúc nãy có ai gọi điện thoại cho tao đó. Hả? Ừ, tiếng của ai giống con gái lắm. Có thấy người con gái không? Ừ. Chắc chắn là người này có quan hệ với ông Kiên rồi. Tao nghĩ thân thiết nữa là khác. Có khi nào là bồ bịch không? Ta cũng không chắc lắm đâu. Nếu là bồ bịch nó sẽ đến gặp tao, chứ nó sợ gì? Vậy có phải nhân viên công ty không? Cũng không phải nữa. Nếu là ở công ty thì làm sao ông Kiên giấu được? Yêu đơn phương là cái chắc. Đúng rồi, mày khá lắm. Yeah. Thôi, mày lên lầu đi, tao gặp ba tao có chút chuyện hả? Lát gặp. Ok. Mời vào. Ba. Con. Ba. Ba thấy gần đây công việc sao ba? Tốt, tốt lắm. Ba đã xem tổng thể những hoạt động của công ty trong thời gian ba tạm giao quyền điều hành cho con. Tuy con chỉ hơi mạnh tay, nhưng khởi đầu như vậy là tốt lắm. Dạ. Con đã có nhiều sáng tạo, khiến cho công ty có một khí thế làm việc trước đây chưa từng có. Tốt lắm. Dạ. Má thì bệnh tình ngày càng nặng, sau này bà phải nhờ con nhiều đó. Vậy ba tính thời gian tới ba phải làm gì hả ba? Ba vẫn ở nhà trông má, con thay ba điều hành công ty. Có gì thật cần thì con bàn với ba. Vậy thì cũng giống như thời gian vừa qua thôi mà. Ừ. Còn chuyện con với thằng Kiên, khi nào làm đám cưới? Con chưa nghĩ tới điều đó ba. Tùy con. À, con bé giúp việc nghỉ nữa rồi, má con khó quá. Thôi được rồi, để con đăng báo tìm người, con sẽ trả lương cao cho họ. Thì cũng đã trả gấp đôi người khác rồi. Nếu cần thì mình trả gấp 3, gấp 4, có tiền là có hết mà ba. Ừ, vậy cũng được. Alo, bà hả? Được rồi, tôi về liền. Má con kêu bà về. Không có bà là bà không chịu được. Chứng tỏ là má thương bà lắm đó. Anh cho xe chở tôi về nha. Dạ, chào bà. Về nha con. Khi nào rảnh em đi chơi với anh nha. Có được không em? Anh không sợ người ta biết hay sao? Không, còn em? Bây giờ em cũng không sợ má với lại anh em nữa. Em cũng đã đi làm rồi. Tôi có khách, tôi sẽ gọi lại sau. Chào anh. Sao anh có vẻ lúng túng quá vậy? Tại em vào mà không gõ cửa.
nên anh giật mình. Anh vừa nói chuyện điện thoại với ai vậy? À, với một người bạn. Em không nên như vậy. Dù chúng ta có quan hệ như thế nào thì cũng có khoảng trời riêng của mình chứ, có đúng không? Nhiều khi anh cũng đâu có đụng tới khoảng trời riêng của em đâu. Anh nói cũng đúng. À, một tác phẩm đầy tính nghệ thuật. Chết rồi. Em sợ ý quá. Không sao đâu em. Anh không thấy tiếc sao? Nó cũng chỉ là bức tường thạch cao thôi mà, bán đầy ngoài đường. Nhưng đó là của người ta tặng mà. Thì đâu phải vật nào người ta tặng cũng là quý giá đâu. Nhưng nếu là của em tặng thì là khác. Thật vậy sao? Uh-huh. Em yêu anh. Em đi nghe. Nhất định cô ta đã biết được điều gì. Mình phải cẩn thận với nó. Nghe nói hình như sắp tới đám cưới của anh Thịnh phải không? Nôn quá không biết khi nào tới tụi em. Giỡn hoài. Ý anh Thịnh, ủa đám cưới sao mời ai trong xưởng hết trơn vậy? Sao mời tụi em? Đúng rồi. À, nói với chứ không mời mấy người còn mừng hơn tôi mà. Tháng nay đi với đám rồi. Ý, hết tiền rồi. Nói vậy chứ xin lỗi mọi người, xưởng mình cả ngàn người, không lẽ tôi mời người này không mời người kia thì kỳ quá, nên đành không mời ai hết. Thằng Thịnh nói đúng á, nhưng mà chúng ta cũng phải gom một số tiền mua cho nó cái giường để mừng cho vợ chồng tụi nó chứ. Các cháu thấy sao? Đúng rồi. Hay quá. Cho tôi có một chút. Ê mày, chúc mừng cậu nghe. Tôi thật ra cũng có lỗi với cậu. Cậu đừng giận tôi nghe. Không mấy nhân chuyện này à. Ok, bỏ qua cho tôi ha. Dạ. Thôi đám cưới, bỏ qua luôn đi anh ha. Ha anh. Cảm ơn. Mọi người nè, chúng ta phải mua một cái giường thật tốt cho vợ chồng cậu Thịnh, đúng không? Có lò xo luôn. Tôi đề nghị như vậy ha. Chúng ta cử cô chất này ha đi dự đám cưới của cậu Thịnh. Mọi người thấy thế nào? Hay, hay. Đúng rồi đó. Cũng được. Dạ, cảm ơn chị. À, đi là chị chất làm lạnh với thằng Thịnh rồi phải không? Đâu có dễ như vậy được. Phải đãi một chầu nhậu tưng bừng chứ. Hay quá. Chuyện nhỏ. Dạ giám đốc. Vỏ quýt dày hả? Có móng tay nhọn. Alo. Cô nên biết rằng mèo thì bao giờ cũng là mèo, và số phận của những con chuột nhắt tí hon thì bao giờ cũng sẽ bị mèo xé xác. Rõ chưa? Alo. Alo. Tôi lo dọn phòng mà nó quào quào cái biến mất tiêu à. Nè,
Cưới xong anh chị ở phòng trong, hai má con mình ngoài này nha. Má, hay má kêu anh chị đi thuê nhà khác đi, chứ ở bốn người bất tiện lắm. Trời, đi thuê làm chi cho tốn tiền, rồi còn tiền cơm nước chợ búa nữa làm chi. Má không biết chứ, nếu ở xa còn thương còn yêu nhau, chứ ở gần đụng chạm lắm. Má nghĩ nhà mình không có vậy đâu. Má ơi, mẹ chồng nàng dâu á, nói bậy bạ con nhỏ vậy trời. Dạ chào bác. Má, con mới đi phát thiệp xong hết rồi. Nè, vô đây má chỉ cái phòng, má dọn sạch lắm. Vô đây. Đâu má? Ủa Thư, em tính lấy chồng hả? Ừ. Giờ Thịnh nó lấy vợ rồi, còn có mình tôi à. Bây giờ ai mà chịu tôi một cái hả? Tôi cưới liền luôn á. Có anh. Có hả? Ừ. Nhưng mà tôi có giá mà, diễn viên mới được nha. Có luôn. Có diễn viên luôn hả? Ừ. Nhưng mà không được, phải diễn viên Hồng Kông mới chịu. Có luôn. Ê, có luôn. Ừ. Ai dạ, ai dạ? Chung vô Diệm á. Thư, dám nói anh vậy hả? Mặt anh về mà lấy Chung vô Diệm hả? Vậy là Hồng Phương đã biết. Vậy mà cô ta cứ nói cười cười như không. Bà Hoàng Thư cùng Nguyễn Du chỉ đến thế là cùng. Bây giờ ý anh sao? Chờ. Chờ hả? Để cho cô ta bộc lộ hết con người của mình, lúc đó mình sẽ tính. Vậy là em cũng phải chờ hả? Thư à, anh không muốn nói dối em, nhưng thật sự anh còn tình cảm sâu nặng với Hồng Phương lắm. Dù sao em cũng là người đến sau mà. Các cháu tổ chức đám cưới ngay sau khi cháu hát xong, và ngày họ diễn công đoàn thành phố lại là ngày kỷ niệm lễ cưới của hai cháu. Chú chúc cháu thành công. Dạ, cảm ơn chú. Tình yêu sao hoài nơi đâu, tìm mãi trên trần gian, bước chân cô đơn đêm hầu, tình hỡi ta về nơi đâu, tình ơi hãy về bên tôi. Anh thấy đôi này được không? Xem có nhau tình ơi, để không lang thang trong mưa. Em coi đôi này đẹp hơn. Tôi đến trong vòng tay em ơi, tình hỡi tình cho ta yêu em bằng chính con tim mình, bằng những khát khao bằng cháy em ta, và người sẽ không bao giờ xa. Người hỡi người, anh luôn yêu em bằng chính con tim thật thà, sẽ không bao giờ vội vã. Xin yêu em dù thế gian có đổi thay, tình ơi tình cho ta yêu em bằng chính con tim mình, bằng chính khát khao bằng cháy bên ta, và người sẽ không bao giờ xa. Người hỡi người, anh luôn yêu em bằng chính con tim thật, và sẽ không bao giờ vội vã. Xin yêu em dù thế gian có đổi thay. Yêu sao hỏi nơi đâu, tìm mãi trên trần gian, bước chân cô đơn đêm thâu, tình hỡi ta về nơi đâu, tình ơi
hãy về bên tôi. Để mãi sẽ có người đi mà đợi. Để không lang thang trong mưa. Để khát khao trong vòng tay. Em ơi, tình hỡi tình, cho ta yêu em bằng chính con tim mình, bằng những gác cao phòng cháy. Bên ta và người sẽ không bao giờ xa. Tình hỡi tình, cho ta yêu em bằng chính con tim mình, bằng những gác cao phòng cháy. Bên ta và người sẽ không bao giờ xa. Người hỡi người, anh luôn yêu em bằng chính con tim thật, mà sẽ không bao giờ bôi pha. Xin yêu em dù thế gian có đổi thay. Rồi, ok. Uống miếng sữa đi con. Mà sao giờ này chưa ngủ? Hồi sáng này con đi thử đồ cưới với Ngọc, mà con thấy mấy đôi giày có mấy cái nơ dễ thương lắm á, cho nên con nghĩ đề xuất công ty sản xuất nhiều đôi giày giống vậy. Vài ngày nữa nó cưới vợ mà giờ này cũng nghĩ tới công ty. Công ty làm ăn thịnh vượng thì đời sống công nhân mới phát triển được chứ má. Mấy bữa nay má tràn trọc má khó ngủ quá, má lo cái chuyện đám cưới của con. Nè, cưới xong có con liền đi. Từ từ để vài năm đi má. Sao từ từ? Bây giờ má còn khỏe má lo cho, chứ mày mốt tao già tao không lo. Nuôi đứa con nít không có dễ đâu. Được rồi, mai mốt cưới vợ con đẻ năm một cho má nuôi đã luôn. Vậy đi. Uống đi con. Hôm nay em làm sao vậy? Sao là sao anh? Anh thấy em giống như thám tử vậy đó. Hình như em hẹn thêm ai hả? Một người bạn. Nhưng mà người ta không biết có đến được không nữa. Bạn trai hay bạn gái vậy? Một chút bí mật cho buổi đi chơi của chúng ta thêm thú vị. Anh thấy thế nào? Anh thì sao cũng được. Sao lâu vậy em? Càng lâu thì công an càng không nghi ngờ. Nếu có muốn lấy lại tiền thì lấy. Anh nói gì đâu phải. Xếp em nói, anh sợ nó trong ngày nó lấy vợ. Hôm nào ok. Thích tiền đi em ơi. Dạ. Chị ơi, cho hỏi chị là chị Thư phải không ạ? Dạ. Có người gửi thư cho chị nè. Cảm ơn. Nâng ly. Vô đây em, người quen hết mà. Dạ. Mời em. Đi đầu tiên, chúc mừng sự hội ngộ thú vị của ngày hôm nay. Quả là thú vị. Anh Kiên, hả? Anh có thấy vậy không? Anh thấy bất ngờ quá. Đi thứ hai.
chúng ta chúc mừng cho những quy luật sinh tồn của tự nhiên. Em nói cái gì vậy? Em nói rõ hơn được không? Có phải chị Phương muốn nói theo quy luật thì kẻ mạnh sẽ thắng kẻ yếu? Đúng là một cô gái thông minh. Theo quy luật đó, hổ sẽ ăn thịt hươu nai, cá lớn sẽ nuốt cá bé, và mèo sẽ ăn thịt chuột sau khi đã dần chán chê. Thôi thôi thôi, đừng nói chuyện ngụ ngôn nữa, rồi xin hiểu lầm. Mình uống đi. Chúng ta còn trẻ mà, còn rất nhiều thời gian, cần gì phải gấp chứ. Ăn đi anh. Ăn đi. Chiều hôm qua sao thì kể tao nghe coi. Không sao hết. Tao uống say khướt à? Ba người nói chuyện gì? Ta cũng không nhớ nữa. Là sao? Uống mấy tiếng đồng hồ mà không có chuyện gì? Ta cũng không nhớ nữa. Nhưng mà hình như tao làm ông Kiên hơi quê. Mày làm gì mà nó quê? Thì tao tình tứ trước mặt nhỏ kia. Trời đất, xạo mày. Tao không có xạo đâu. Mà tao cũng thấy tao hết yêu thiệt rồi. Thực ra thì có bao giờ mày yêu ổng đâu, mà nó là hết yêu. Mày nói đúng. Cho tao ly nữa đi. Tao thấy mệt quá. Ok. Mình không yêu thì con bé kia cũng không bao giờ có quyền yêu. Dạ. Tới rồi con. Dạ, mời chị vô nhà. Dạ, chị uống nước. Dạ, cảm ơn chị. Chị ơi, có ăn ít quà dưới quê nên biếu chị. Trời ơi, đường xá xa xôi như vậy, còn xách lên chi cho nó nặng. Dạ, nhưng mà cái này toàn là cây nhà lá vườn không đó chị. Em cảm ơn chị, mà chị yên tâm đi. Đám cưới là thằng Thịnh nó chuẩn bị chu đáo hết rồi. Dạ. Dạ, mời chị uống nước. Dạ, dạ cảm ơn chị. Con à, con được làm dâu nhà này là có phước lắm đó nghe. Dạ. Con ráng ăn ở cho đàng hoàng tử tế đó nghe không? Dạ. Dạ, chị ở dưới quê lên, thôi tạm thời ở với em vài ngày nha. Dạ, cảm ơn chị. Ở trên thành phố này tôi cũng có mấy người họ hàng xa đó. Bây giờ tôi đi mời họ, rồi tối tôi ngủ ở bển luôn hà. Dạ, bây giờ tôi xin phép chị tôi về, chứ không thôi để trễ rồi đó. Thôi, chị ở lại ăn bữa cơm với em với mấy đứa nhỏ cho vui. Dạ. Dạ, dạ thôi cảm ơn chị, thôi để bữa khác đi. Dạ, xin phép chị. Dạ, chị về. Dạ. Dạ. Chị về nha. Gì vậy con? Tò mò cái gì cái con này? Tội nghiệp quá, đường xá xa xôi mà tay xách nách mang vậy. Má, nhiều khi á mấy cái này là made in chợ Sài Gòn cũng nên đó má.
Con nói vậy là sao? Trời ơi, Thư nó nói á là mấy cái đồ này dì của Ngọc mua ngoài Sài Gòn đó má. Mấy cái đứa này nói tầm xàm không à. Con đó nè, phải học tập anh con đó, lấy vợ lấy chồng là phải tìm cái gia đình nào đàng hoàng tử tế, nghe chưa? Dạ, con thì làm sao bằng anh hai của má được. Chứ còn gì nữa. Em mong chờ ngày anh đến cho em yêu thương một ngày giấc mơ của em. Em mong trời thôi giông bão xinh tươi bên anh một ngày giấc mơ của em. Em mơ, em mơ về anh, tình yêu cho ta qua bao phong ba, sao sao ta mãi bên nhau. Em mơ ngày mai người sẽ đến đây cho em nắm tay, cho em được yêu. Chúc mừng em. Dạ chào anh. Dạ mời anh chị.
Chào anh, mời anh vô. Mời anh. Chào anh. Em mong chờ ngày anh đến cho em yêu thương một ngày giấc mơ cùng em. Em mong trời thôi giông bão xinh tươi bên anh một ngày giấc mơ của em. Em mơ về anh, tình yêu cho ta qua bao phong ba, sao sợ ta mãi bên nhau. Em mơ ngày mai người sẽ đến đây cho em nắm tay, cho em được yêu. Em mơ. Cho ta qua bao phong ba, sao sợ ta mãi bên nhau. Em mơ ngày mai người sẽ đến đây cho em nắm tay, cho em được yêu. Chào anh. Chào cô. Ông Hoàng thượng gặp cô. Mời cô lên xe. Dạ. Yeah. Mời cô. Chào. Em mở ra xem đi. Cái gì vậy? Ngọc à, anh xin được cầu hôn em. Hả? Ngọc, em hãy tin anh sẽ đem lại cho em một cuộc sống hạnh phúc. Anh yêu em. Em không thể. Hôm nay là ngày cưới của em. Em xin lỗi. Em phải đi thay áo cưới. Em à. Em đã sống thật với mình chưa? Cuộc sống này là của em. Em có quyền lựa chọn. Chẳng lẽ em cam chịu một cuộc sống bình lặng, không màu sắc, không có những giây phút thăng hoa? Ngọc, Ngọc, anh yêu em. Em hãy luôn nhớ điều đó. Và anh tin là em cũng sẽ yêu anh. Chị Kiều. Chào anh. Chào anh. Mời anh vô. Mời anh. Chào anh.
nhau không đấy? Alo. Anh à, đừng chờ em nữa. Ngọc. Thịnh. Anh hai. Gì vậy con? Thịnh. Trời ơi. Thịnh lên xe vậy nè. Mẹ thôi. Kệ tao. Cho con tiếng xu đời. Trời ơi, đừng có la làng, đừng có lại mày đâu. Lạc mày bắt bây giờ. Kệ tao. Mày bắt tao đi. Chết con vượt bóng bóng bóng. Thật hạnh phúc khi bên mẹ tôi. Xót xa khi vắng mẹ rồi. Chỉ có mẹ. Tại sao lại như vậy hả? Ngọc ơi. Tình yêu suốt đời. Công an kìa. Vô. Cuộc sống đầy dối gian khiến cho lòng buồn, đã khiến đời con rồi về nhà ngủ đi. Nỗi trôi theo từng năm tháng. Dạ, em đang về nè. Về nơi đâu trong đêm mù khơi. Dạ. Cần lắm đôi tay mẹ thôi. Cần lắm mẹ ơi, trở về chốn xưa bình yên. Dù vẫn biết cuộc đời còn nhiều sóng bão, sóng gió vỡ con thuyền kia, và muốn cho lòng người thường hay thay đổi, con tim vỡ tan người hỡi. Dù vẫn biết cuộc đời không như là mơ, nắng thấy trái tim dại khờ. Về đây những bàn chân lạc lối, hãy quay về đây. Hãy về bên. Thank you.